Hello mọi người nha. Thì hôm nay em ý sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người. Đa số hôm nay em ý sẽ làm tông vàng cho mọi người sưu tầm trước ha. Thì không biết mọi người có cùng gu với em ý hay không, nhưng mà em ý rất là thích màu vàng. Cho nên em ý cái cây đầu tiên hôm nay em ý sẽ làm chia sẻ cho mọi người là một cái cây hắc gia delight. Cây này là tuy là hoa mẫu nó sắp tàn rồi mọi người, nhưng mà theo em ý nghĩ cái gì nó thực tế thì nó vẫn hơn ha. Cái gì thực tế thì nó vẫn sẽ hơn, cho nên tàn rồi nhưng mà em ấy vẫn cho cái này là do bị tưới, nó bị dập cái cánh hoa. Nhưng mà mặt bông khá là đẹp luôn, mọi người thấy không? Cho mọi người xem bông mẫu luôn. Bông cái cây hắc gia delight này, dòng của nó sẽ là lá vặn, mọi người nhớ giùm em, nó sẽ là lá vặn nha. Đây cánh rất là to và cánh chồng mọi người, cái này cánh chồng cực kỳ đẹp, cái lưỡi này là do em ấy tưới nó bị dập á. Nhưng bông nở rất là đạt và rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Nó không đổi màu, càng ngày nó sẽ càng lên màu đậm. Cây này là vài ngày trước em mới có quay rồi nhưng mà nó không có được đậm như vậy đâu mọi người. Hôm nay mới đậm như vậy. Em ấy sẽ chia sẻ hàng thuần cho mọi người chơi. Cây em ấy chia sẻ thì cái cỡ cây nó sẽ là như thế này nè mọi người. Ủa cái cây này ta. Cỡ cây em ấy chia sẻ cho mọi người nó sẽ tầm như cỡ này nè mọi người. Cái cây nó cỡ như thế này, em ấy chia sẻ là 150.000 một cây. Thì ba cây em ấy vẫn bao ship cho mọi người, bao ship toàn quốc nha. Và cái này là hàng trồng thuần bằng than trong chậu 16. Đa số nhà em ấy là trồng thuần bằng than hết mọi người. Bởi vì sao? Than nó rất là hợp, cát lê da nó rất là hợp với than mọi người, nó không có hợp với vỏ thông Ochita. Mặc dù vỏ thông Ochita là một cái loại vỏ thông xịn sò nhưng mà nó không có hợp mọi người. Cái đó là cái độ mài của nó quá nhiều đi, cái độ trơn nó rất là bóng, cho nên là cát nó khó, rất là khó bám rễ nha. Cho nên nếu mà mình trồng cát á, nếu mà mình trồng cát thì em nghĩ than là ok nhất. 150.000 một cây hắc gia delight nha mọi người, cỡ cây như thế. Hoặc ai thích cây bông thì em chia sẻ cây bông luôn, cây bông em cũng chia sẻ. Mọi người thích cây lá thì mọi người chốt cây lá về chơi, mình thích cây hoa thì mình chốt cây hoa về chơi ha. Em biết có những anh chị rất là thích cây hoa, bởi vì sao? Vì mua nhiều khi có khi là mình sẽ bị lầm rất là nhiều. Mọi người cứ nghĩ là mua cây hoa, nhưng mà riêng đối với bên em thì ngay cả cây hoa và cây lá gì thì em ấy cũng bảo hành cho tới hoa lần 2 cho mọi người thì thôi nha. Hoa bảo hành cho tới hoa lần 2 thì thôi, chứ không phải mua bán xong là sẽ xong trách nhiệm nha. Đó mọi người, mọi người theo dõi cái kênh YouTube của em ấy, hoặc mọi người có Zalo của em ấy, mọi người cứ bấm theo dõi hoặc kết bạn đi thì mọi người sẽ thấy cái cách bán hàng ngày em ấy như thế nào. Tiếp theo cái cây thứ hai em ấy sẽ lên cái cây là một cái cây màu đỏ cam mọi người. Cây này là một cái cây màu đỏ cam, cây này là cây tung noi, nó mới nở thôi mọi người, nó mới nở. Nhưng mà cây này do trong cục sơ dừa, hoa nó nở không đạt lắm nha mọi người, nhưng mà bông cũng rất là đẹp. Cây này em ấy chia sẻ với mọi người là 170.000 một cây. Thì dòng này nhà em ấy có hàng mèo chia sẻ cho mọi người. Anh chị nào muốn ngắm bông cây này thì mình cứ nói em ấy chốt cây mèo cho mọi người nha. Mùa này đang là mùa bông của nó mọi người, đa số chục cây ra là ra mèo là sẽ đậu hết, chục cây đa số là đậu hết. Nhà em ý để nè mọi người, để dần dần cứ có mèo nó đậu dần dần, nhưng mà nó chỉ là mới hàng sơ dừa. Nếu như mà hàng thuần thì nó sẽ đậu nhanh hơn. 170.000 một cây tung noi nha mọi người. Đây nó hàng mèo nó sẽ như thế này. Cây hàng mèo nó sẽ như thế này nha mọi người, nó có mèo hết rồi. Nhưng nhà em ý chỉ bán báo với mọi người là nhà em ý bán hàng mèo chứ không bán hàng nụ. Tại vì mèo có nghĩa là chưa đầu nụ mọi người nha. 170.000 một cây màu đỏ cam. Anh chị nào thích siêu tầm màu đỏ cam mình alo em ý để chốt màu đỏ cam nha. Đó, đó là cái màu đỏ cam. Cái cây tiếp theo em ý sẽ chia sẻ cho mọi người là một cái cây này. Hôm nay em ý sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cây màu này rất là đẹp luôn. Cây bờ lưu đậm. Cây bờ lưu đậm này cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi luôn mọi người. Cái này thì nó rất là đẹp và hiện tại thì hết hàng mọi người. Nó hết hàng rồi, nhà em ấy không có nhập được hàng nữa. Đây là cây bờ lưu đậm nha mọi người ơi. Cây này em ấy chia sẻ với mọi người là 200.000 một cây. Và đơn hàng 3 cây em ấy sẽ bao ship cho mọi người. Một trong những cái dòng bờ lưu nổi tiếng lừng lẫy luôn mọi người. Anh chị nào mà hay sưu tập dòng bờ lưu á thì anh chị nào cũng có cái cây này hết, cũng chơi cái cây này hết. Cây này là một cái dòng thân cao to rất là khỏe. Cây này là cái dòng bờ lưu đẹp từ thân tới lá và từ bông luôn mọi người. Nó là một cái cây bờ lưu đậm rất là đẹp và rất là đáng chơi. 200.000 một cây nha. Ai thích bờ lưu đậm thì mọi người alo em ý để chốt bờ lưu đậm. Còn không thôi mọi người cứ chụp màn hình, mọi người gửi chơi qua cho em ý sẽ chốt cây chuẩn nhất. Đó là một cái cách chốt hoàn chuẩn nhất cho mọi người chơi. Cái cây tiếp theo là cái cây bờ lưu lùng. Hôm nay em ý chuẩn bị hai cây bờ lưu để chia sẻ cho mọi người. Bờ lưu lùng em ý chia sẻ cũng 200.000 một cây. Đây là dòng bờ lưu cho lưu đẹp cho nên giá nó sẽ nhích hơn tí xíu. Đây là cái cây bờ lưu lùng mọi người, người ta còn gọi tên của nó là bờ lưu heaven. Cây này em ý chia sẻ 200.000 một cây.
Blue Heaven 200.000 một cây như thế này. Đây là mặt bông Blue Heaven em ý chia sẻ cho mọi người. Anh chị nào thích siêu tầm Blue Heaven thì mọi người alo em ý để chốt Blue Heaven nha. Hoặc là mọi người cứ nhấn đăng ký kênh YouTube của em ý đi, thà mọi người sẽ thấy được những cái mặt bông rất là đẹp và rất là đáng siêu tầm. Nhiều khi có giống mới thì mình nhấn đăng ký kênh YouTube của em ý thì mọi người sẽ siêu tầm được một cách sớm nhất và nhanh nhất có thể. Cái cây thứ hai em ý chia sẻ cho mọi người là một cái cây NB Gold. Thì cái cây này là một cái cây màu vàng, nó rất là đỉnh rồi, ai cũng biết tới nó hết. Một cái cây màu vàng, lưỡi bịch đỏ rất là đẹp. Dòng này thì thân lá nó sẽ mảnh nha mọi người. Đây là minh chứng em ý chia sẻ cho mọi người. Dòng này thân lá nó sẽ mảnh như thế này. Thân lá nó rất là mảnh nhưng mà bông nó không có nhỏ nha mọi người. Mặc dù thân lá nó mảnh nhưng bông nó rất là to. Cây này em ý chia sẻ hàng thuần trong chậu 16, 200.000 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm cái dòng này thì mình alo em ý để chốt cái cây này nha. 200.000 một cây mọi người. NB Gold. Đó, mọi người có thể lên Google hoặc là Facebook gì đó đó. Mọi người search NB Gold và mọi người có thể tham khảo ý kiến bình luận của những anh chị mà đã từng chơi cây này rồi. Nó rất là đẹp mọi người, ai cũng ưu ái về cái cây này hết. Nói về màu vàng, cái cây Hắc Gia Delight hoặc là NB Gold, ai cũng ưu ái nó hết. Nó rất là đẹp và nó rất là đáng chơi luôn. Đó. Thì NB Gold em ý còn rất là ít hàng. Mọi người thích thì mọi người nhanh tay alo em ý để em ý sẽ chốt hàng cho mọi người nha. Tiếp thu theo cái cây thứ hai là một, em ý chia sẻ cho mọi người một cái cây rất là đỉnh trong cái dòng Na Con Trai Sĩ. Dòng Na Con Trai Sĩ, cái có mặt bông này nó rất là đỉnh luôn mọi người. Cái cây Na Con Trai Sĩ No 2 này em ấy chia sẻ với mọi người 170.000 một cây. Cái này làm về một lô nhưng mà bán sắp hết rồi, còn một ít thì em ấy sẽ sale với giá 170.000 một cây. Na Con Trai Sĩ No 2, một cái mặt bông mình nói chung là đẹp nhất trong dòng Na Con No Sĩ. Cây này là mọi người cứ nhớ giùm em, nó đẹp nhất trong dòng Na Con Trai Sĩ nha mọi người. Bông rất là tròn và dòng này cũng là thân lá khá là mảnh luôn, rất là tròn, hàng thuần mọi người. Cây này hàng thuần cho nên mọi người yên tâm ha. Cái này sắp tháng 4, tháng 5 tới đây sẽ là mùa bông của nó. Nếu như mà anh chị nào may mắn thì mình mua về tới tháng 4, tháng 5 này nó sẽ cho mèo và cho hoa. Lúc đó là mình sẽ ngắm được hoa, lúc đó là mình sẽ test được hoa rồi. Bảo hành cho tới bông lần 2 cho mọi người chơi, cho nên mọi người yên tâm nha. Nói chung nhà em ấy bán lúc nào cũng luôn luôn kèm và bảo hành. Mọi người sợ thì mọi người cứ kết bạn Zalo với anh ấy, em ấy. Nếu mà mình mua hàng mình sợ, mình cứ kết bạn Zalo với em ấy. Hoặc là mọi người cứ lưu số điện thoại của em ấy ha. Cái này em bán 170.000 một cây Na Con Trai Sĩ No 2. Cái này lúc trước em bán 180-200 gì á mọi người. Còn vài cây thì em ấy sell hết cho mọi người 170 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm Na Con Trai Sĩ No 2 mình alo em ấy nha. Mọi người, em cho mọi người nhìn rõ cái cây Na Con Trai Sĩ No 2. Dòng Na Con Trai Sĩ thì không có cây nào mà qua đỉnh cây nổi cây này đâu mọi người. Nó rất là đẹp. Hoặc là hay là do con mắt của em thấy đẹp thì em khoe với mọi người đẹp. Nhưng mà không biết mọi người có thấy đẹp hay không. Đây em có một cái cây mini đỏ cánh sáp đó mọi người. Đỏ cánh sáp thì em ý còn đúng một cây đang hoa chia sẻ cho mọi người 160. Cái này em ý chia sẻ là 160.000 một cây đỏ cánh sáp. Nếu như mà mình mà gu của mình là mà thích đậm hoặc là bền thì mọi người cứ chơi cây đỏ cánh sáp này cho em nha. Đang hoa luôn, mình khỏi phải sợ sai, sợ lệch ở chỗ nào hết. Đó, anh chị nào thích thì alo cho em ấy 160 nha. Na cây mini cánh sáp em ấy chia sẻ với mọi người 160. Thì hôm nay em ấy sẽ lên một cái mặt bông này cho mọi người xem. Nếu mà anh chị nào có xem cái clip của em ấy thì mọi người nhớ xem tới cuối cái clip luôn nha. Những cái mặt bông này em ấy sẽ có hướng để tách chiếc chia sẻ cho mọi người. Thì một hướng nó sẽ tầm 3 tới 4 lá mọi người, đa số là em ấy chia sẻ hướng đầu hết. Một hướng sẽ tầm 3 tới 4 lá, đây là cái hướng ví dụ cho mọi người. Nhưng mà đảm bảo với mọi người em ấy sẽ chia sẻ cho mọi người hướng đầu hết. Không chưa nói không với chia sẻ hướng sau, bán hướng đầu 75.000 một hướng. Em ấy ship từ 3 hướng trở lên nha, ship từ 3 hướng trở lên. Anh chị nào mà thích nhưng mà ship từ 3 hướng trở lên. Bây giờ em ấy sẽ lên mặt bông cho mọi người xem. Mình có thể mix màu hoặc mình có chọn thể, có thể chọn những cái màu mình thích để mình mix màu đủ 3 hướng thì em ấy sẽ ship nha. Không ship dưới 3 hướng nha mọi người. Thứ nhất đây là cái cây Seto màu hồng. Cứ một hướng 75.000 mọi người. Mọi người hoặc là mọi người có thể lấy 5 hướng. 5 hướng về mọi người trồng chung một chậu rồi mình có thể sau này nó sẽ ra là một chậu nó có 5 mặt bông rất là đẹp luôn nha. Đây là cái cây Seto. Seto là cái cây hướng đầu tiên em ấy chia sẻ cho mọi người. Hướng thứ nhất là màu hồng Seto. Cái hướng thứ hai là màu trắng lưỡi tím Bachara. 75.000 một hướng, ship từ 3 hướng nha mọi người, hoặc mọi người có thể lấy 5 hướng gì tùy mọi người. Cây thứ ba là hướng màu đỏ Bedfaithful. Đó, cây thứ hướng thứ ba. Hướng thứ tư là màu vàng Pleobit Golden Delight nha. Mọi người cứ chụp lại màn bông, màn hình mặt bông cho em tại vì
không dễ nhớ đâu mọi người. Em nhiều khi em còn không nhớ nổi nữa thiệt. Cái đó là cái sự dở của em. Nhưng mà em nói thiệt với mọi người, em bán đây 5-7 năm, thâm niên của em thì có 5-7 năm thôi. Nhưng mà nhiều khi em ấy còn không nhớ nổi tên mọi người. Nó tiếng Tây, tiếng Tàu không. Cái cây thứ hai là cái cây Carichay màu trắng lưỡi đỏ. Đây là 5 cái loại em ấy sẽ chia sẻ hướng cho mọi người. Cứ 75.000 một hướng. Mọi người thích mặt bông nào thì mọi người cứ chụp màn hình lại. Hoặc là mình cứ nói màu đi, em ấy nhớ màu. Thì em ấy sẽ ship cho mọi người nha. 75.000 một hướng. 75.000 một hướng thì ba hướng nó sẽ là 225.000, không bao ship đối với đơn hàng hướng này nha mọi người. Em ý không bao ship đối với đơn hàng hướng này. Em ý sẽ báo rõ trên cái clip này luôn để cho mọi người biết ha. Đó, anh chị nào mà thích mua hướng hoặc mình mua ba hướng về một chậu nè, mình mua năm hướng về mình gộp chung một chậu nè mọi người. Đó là rất là tiện, tại vì hàng bữa về thì em ý về hàng bự không à mọi người. Hôm bữa về hàng bự không à. Nhưng mà nay là bán hết hàng bự còn ít, giờ chồng cũng chán quá. Nên thôi bây giờ em ý sẽ mix màu cho mọi người xem. Mix màu để chia sẻ cho mọi người. Đó, anh chị nào thích những cái loại đó thì mình alo em ý để mình em ý sẽ chốt đơn cho mọi người. Đằng sau em ý những cái cây hoa này em ý sẽ có chia sẻ hết. Anh chị nào mình thích thì mình là alo em ý nha. Hôm nay em ý sẽ chia sẻ toàn những cái mặt bông rất là đỉnh để cho mọi người sưu tầm. Đa số hôm nay em ý chia sẻ mặt bông đỉnh lắm cho mọi người sưu tầm. Còn một cái cây này em ấy chia sẻ cho mọi người nè. Nói chung là hướng thì em ấy có số lượng rất là ít nha mọi người. Anh chị nào cần thì mình alo liền em ấy để em ấy chia sẻ cho mọi người. Em ấy mới tách ra thôi mọi người, mới tách ra thôi. Nếu mà mình có nhu cầu mình trồng được á thì mọi người cứ alo em ấy thì em ấy sẽ chốt đơn cho mọi người, rồi về lúc đó mình sẽ trồng, mình lên chậu nha. Cái cây thứ hai, cái cây tiếp theo em ấy còn một cây này chia sẻ cho mọi người, 150 một cây. Hoặc nếu mà mình sợ mình không có khả năng mình trồng sống thì mọi người có thể mua hàng chậu tại nhà em. Nói chung nhà em ấy làm đủ kiểu để chia sẻ cho mọi người hết á. Mình thấy cái nào mà dễ nhất, thuận tiện cho mình thì mình cứ chốt về mình chơi thôi ha. Cái cây thứ hai là một cái cây này, Leo Bích Lai Trung Di nha mọi người, màu vàng lưỡi đỏ. Một cái cây khá là mới cho mọi người chơi. Cây này khá là mới cho mọi người chơi, 150 hàng thuần trong chậu 16. Anh chị nào thích sưu tầm cây này mình alo em ý để chốt cây này nha. Vàng mới rất là đẹp luôn mọi người. Nó rất là đẹp và cái cây này là một cái cây mà nói là lai tạo thành công á. Cái cây vàng đó là một cái cây lai tạo thành công, rất là thành công. Nó chuẩn hoa từng cây hết mọi người và cuống bông nó rất là đẹp. Đó, anh chị nào thích cây nào thì mọi người alo em ý chốt nha. Và cái dàn mẫu này thì em ý có chia sẻ cho mọi người hết. Những cái dàn mẫu ở đây thì em ý có chia sẻ cho mọi người hết. Mọi người thích thì mọi người cứ chụp mạng lại màn hình. Em ý bán từng cây hết mọi người, 170 nè, 160 nè, 160 nè. Đó, mình thích mình alo em ý. Là em ý làm cái clip này tới đây. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ý rất là nhiều. Bye bye mọi người. Đợi sắp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 này rồi, có một cái lễ lan rất là lớn. Mọi người cứ bấm theo dõi kênh YouTube của em ý đi. Lúc đó là sẽ quy tụ rất là nhiều những cái anh chị lớn nè, những cô chú lớn chơi kinh nghiệm lâu năm và có những cây lan mà thậm chí em ấy chưa có luôn mọi người. Cho nên mọi người nếu mà mọi người đam mê lan á thì mọi người cứ bấm theo dõi kênh YouTube của em ấy. Lúc đó thì em ấy đi em ấy sẽ quay em ấy up lên cho mọi người coi ha. Mình chỉ cần xem mình tham khảo thôi, không cần mua cũng được mọi người. Bye bye mọi người.